quay đấy. Bắt đầu. Đây là cái hồ cá. Mặc dù nó còn cái mộng luôn. Đây là cá rất nhiều chúng ta. Ừ, nó xuống hết rồi. Một băng vào trong luôn mày. Cái đó cái này là quá thảo ẩy lúc của tao á. Đúng là thông minh thật. Tôi cho cá nó yên lại. Đợi lên đã. Các bạn đợi một chút nha. Cái này không phải là hủy hại môi trường đâu. Một tay sâu xuống. Bắt về nuôi cá thôi. Một tay sâu xuống. Rắn. Ngờ mặt như nào? Chưa thấy mặt. Hai kẻ hủy hoại môi trường. Gì vậy? Thằng quay phim lòng hủy hoại. Quay phim rắn hiệp nhá. Ui trời, lạnh quá. Chưa, cho nó lên nè. Cho nó lên nè. Cho ít nước vào đi mày ơi. Cho ít nước vào. Cho ít nước vào đi. Gì? Thôi. Nó chết sao? Mình về mình nuôi cá mà, chứ đâu phải là mình ăn đâu. Bè nuôi thì phải cho nó sống chứ. Gì vậy? Thọt đường. Bên đường. Báo sức thấp xuống là thấy rồi. Đánh nha. Coi nào. Em lên rồi. Thì sao hố kia, tí quay lại hố này. Ừ. Dùng hoa hiệu quả chưa? Đúng là ở biển nó khác, nhà ở biển nó khác. Bắt cá nhanh như gì luôn. Nó báo hết pin rồi. Có khi nào mình câu này còn con nào dưới trên, dưới nó bay lên nó cắn. Còn chết được. Này. Ủa sao mấy con này mất đầu rồi nè. Nó đang bị cắn, không bị tao mà giết rồi. Nó báo hết pin rồi nè. Cái đó chụp ảnh. Yeah. Cái đó chụp ảnh. Mà cái này được chưa? Chưa. Trời. Nuôi ít này sao mà nuôi được. Nuôi gì nhiều ấy. Ừ, bể to lắm mà. Bồn tắm. Nuôi cả bồn tắm mà. Nó cả mấy cái bụng. Nó lên rồi. Hết pin rồi nha.